Rồi, kính chào quý bà con ha. Thì bên này có dịp xuống vườn anh Nghĩa. Thì anh Nghĩa thì bà con nào xem kênh mình thì cũng cũng có biết rồi. Thì bữa nay chắc tầm khoảng chín mấy ngày. Trái của nó thì mình quay cái clip này chắc không biết mình đây tới cắt mình có quay lại không nữa ha. Tại lúc này bận quá. Vườn anh Nghĩa thì nói chung là cũng ổn hết rồi. Bây giờ thì đọt mình cũng có nó cho đi một cây đọt rồi ha. Trước bà con thấy nó vàng lá chứ nó hơi cháy lá nhẹ một số cây chứ giờ nó xanh lại hết rồi. Thì bữa nay mình sẽ quay tổng kết luôn, tức là mình quay tổng kết coi cái vườn của ảnh coi trái trăng nó làm sao ha. Mình đi hết hai bờ luôn nha. Tổng ở đây của ảnh là 100 chắc tầm gần 200 cây, nhưng mà ảnh chỉ làm khoảng đâu đó khoảng 150 cây thôi. Thì nó ra bông đâu đó được chắc khoảng 120 cây ha. Đó, bà con thấy như cây này thì nó hơi suy ha. Rồi cứ đi kế tiếp thôi, nói chung là đi tới cây nào thì mình quay cây đó thôi ha. Thì đó, trái đó bà con xem ha. Mình thấy vườn Nghĩa thì cái trái quân bình nó tầm khoảng một cây khoảng 30 mấy trái năm đầu ha. Tới tháng 9 âm lịch năm nay nè thì nó mới tròn là 4 năm theo như anh chị chia sẻ ha. Đó, mình đi cho bà con xem hết. Thì cái này mình làm bông hồi đâu đó khoảng tháng 3 tháng 4 âm lịch gì đó. Quay trái cho bà con xem ha. Tới thời điểm hiện tại giờ là tháng 10 rồi bà con nè. Mình đi cũng nhanh nha, mình đi nhanh tại vì đi hết hai bờ luôn cho bà con nắm cái tình hình ha. Mình sẽ đi cái đường hồi đó giờ mình đi thôi, đường chính đó giờ thôi. Thì giai đoạn này mình chỉ có phun ngừa thuốc trái thôi bà con, 90 mấy ngày đâu còn nữa. Thì dưới mình gãy 12 11 18 thôi, 12 11 18 ha. Đó, thì trái bà con xem ha. Nói chung trái cũng tương đối được chứ không có đẹp ha, mà được cái nó không có bể gai rồi con ha. Mình thấy đâu đó xuất hiện vài con heo thì nó có bể gai ha. Những con heo hoặc con heo tròn thì nó không bể, mà những con heo mà heo méo nó bể rồi con. Đó, đó. Đây là vườn anh Nghĩa ha. Một số bà con cũng hỏi vườn anh Nghĩa giờ sao rồi, thì thôi mình cũng quay luôn ha. Rồi mình sẽ nói cái tổng cái số tiền mà anh mua từ lúc mà anh làm mầm ha. Phần mềm mình nó thống kê từ hồi tháng tư tây mình đó. Mình sẽ cho bà con xem cây này, cây thứ 6 ha, không có làm cây đó thì nó bị hư ha. Cũng có gà bông nữa nhưng mà cuối cùng nó rụng trái ha, cho nó trái lá nó rụng trái. Nói chung tỷ lệ bể gai là có nha, nhưng mà không nhiều và chấp nhận được thôi. Vườn nào cũng phải có bể gai bà con ơi, không có vườn nào mà không có bể trái nào đâu. Không bể trái nào trừ khi bi không á, nhưng mà còn đã làm sầu riêng Thái thì phải có bể gai ha. Đó, vườn anh Nghĩa có một cái đáng tiếc là khúc mà trái mà 30 mấy ngày 40 ngày á, đi đọt á, ảnh lại tự anh mua cái anh Vin với cái Vinco 79 để anh dìu đọt á, thành ra là nó rụng khá giai đoạn đó. Chứ hồi khúc trước thì nó đậu cũng khá là nhiều, rụng giai đoạn đó xong cái nó méo trái khá nhiều ha. Như cây này thì còn lưa thưa thôi.
mình khỏi bay qua anh kia ha bà con ha, bà con tạm nhìn đỡ ha. Nó cũng còn đâu đó khoảng 30 trái, ba mấy trái thôi. Cái này thì nhiều hơn. Thì cái này chắc anh cũng sắp bán rồi. Nay ghé là mà không có anh ở nhà anh đi đâu á. À. Thì qua cái này mình nhắc lại là đó với sầu riêng mỏng thon mà ba mấy 40 ngày mà đi đọt. Mà đi đọt đỏ cho nó ghê chứ, ghé mình ghé là đọt đỏ cho này. Là bà con không có được nhiều đọt nha, mình phải bẻ đọt nha. Sau đó mình đưa ảnh với sản phẩm bẻ đọt, nhưng mà bẻ cũng được một số thôi chứ không bẻ được nhiều, tại anh xịt cái thằng Vino 79 á với cái Anvin cái đọt nó cứng. Đọt nó cứng thành ra là khó, cái lá nó cứng thành ra khó bẻ. Ha. Đó, bà con chịu khó xem ha. Quay nhanh. Thì hôm bữa như clip trước có ghé thì hai vợ chồng đã đi đếm trái rồi ha. Đếm trái rồi. Nhưng mà tới nay chắc chắn có hao hụt ha. Hao hụt là lý do một số một số trái nó bị thối ha, chắc chắn. Rồi mưa bão thì nó cũng có rụng. Chứ làm sao mà ngồi nguyên được. Thì được 3.000 mấy trái nha bà con. 120 cây. Cái này quay chưa ta? Trăm hai chục cây có bông ha. Làm thì tới 150 là 150 hoặc hơn gì nó không nhớ nữa, mà ra có 120 cây có bông à. Rồi đếm trái thì cũng 3.000 mấy trái. Nó tóm lại năng lực mình chỉ tới đó thôi bà con. Năng lực mình chỉ tới đó thôi à. Cũng tạm được rồi. Còn về cái phần nuôi trái á, cái phần tưới á, thì anh có cái phần nuôi trái riêng của anh. Anh không có mua mình nha, hồi mình nói chi phí cho bà con xem chứ không, không bao gồm chi phí phân nuôi trái ha. Phân nuôi trái dưới gốc nha, còn trên trái thì vẫn là xịt cái bộ sản phẩm của Đại Lâm. À, tùy khách hàng thôi bà con ha. À, này là tài sản của khách hàng mà, khách hàng có quyền bảo vệ và định đoạt ha. Mình chỉ đóng vai trò tư vấn thôi. Mấy cái sản phẩm mà xịt nuôi trái nè ha. À, sữa trái nè. Đậu trái nè. À, nói chung là già lá nè. À, bo nè. À. Còn sau gầy thì anh tự mua. Rồi cây kế tiếp, cây này trước nó bị cháy lá ghê lắm nha bà con, nay thì nó cũng xanh lại rồi. Ủa cái này mình quay chưa ta? À. Quay nhiều cho bà con thấy ham có động lực ha. Chứ hồi tới mấy cái cây mà xấu tệ thì bà con cũng thấy cũng coi lướt qua giùm ha. Có những cây trái có mấy trái à, 7-8 trái à, có những cây thì nhìn thấy ham lắm. Nhưng rồi tổng kết lại thì 100 mấy chục cây này thì cũng được 120 cây thì cũng được khoảng tầm 3.000 mấy, sau đó khoảng 10 thân. Rồi chắc tầm 10 ngày nữa cắt ha, tầm 10 ngày nữa, 10 15 ngày gì đó là cùng. Đó bà con ha. Trái thì nè, sạch sẽ ha. Không bể gai gì trơn. Đâu đó mình thấy mấy con heo đây nè. Mấy con heo này vẫn không bể gai. Này mình cho anh xịt cái thằng canh phọt đó. Canh phọt rồi bỏ trong biển. Mấy thứ đó. Cái này mình cho anh xịt bỏ trong biển với canxi Pháp đó bà con. Với canxi của Đại Lâm. À, gai ok nha. Da dễ hay hồng hào.
6 phút. Đó. Bà con nhìn mê chưa? Đó. Khúc trong này đỡ ha, trong này đầu nhiều hơn. Ngoài kia làm như mặt tiền mắc cỡ đó bà con ha. Đây có bể gai nha bà con, có bể gai nè. Bể cái khía này nó nở quá nó bể thôi. Nói chung mình thấy tình trạng là cái vườn Nghĩa gần thu hoạch rồi nhưng mà nó còn bộ lá cũng còn xanh về lắm, mình không dám nói là không trái lá nha, có trái lá. Nhưng lá còn ngon lành, cành đào lắm ha. Như cái này lá hơi cháy nè. Đó, nhưng mà thôi cũng được. Tại hồi xưa số nhị cái đại mũ á, cái trúng nắng quá cháy rễ cháy lá mà con. Ok hơn. Chứ có mình có cho tưới Messi người trái lá nhiều lắm giai đoạn mang bông. Bà con chịu khó cọ nhanh để chống mặt nha. Rồi tới cây này, cái này mình nhớ mà hồi đó bông ít lắm bà con ơi. Cái này cái đoạn này cho đi đọt thoải mái nha bà con, thoải mái. Đây là mình cho nó đi được chứ không phải mình hãm đọt lại, nhưng mà mình sẽ xịt nó cho nó mau xanh về già, chứ không phải là cho đi thoải mái nha. Đi thoải mái ảnh hưởng tới cơm mình đó. Đó, một con heo chà bá đó bà con thấy không? Bờ vườn bên kia thì trái nó nhỏ hơn vườn bên đây khoảng đâu đó khoảng tầm 10-15 ngày gì đó. Cho nên qua bên kia bà con sẽ thấy trái nó nhỏ hơn nha. Hồi qua anh kia mình quay ngược lại vườn đây để bà con xem bộ lá ha. Cái vườn Nghĩa cái bộ lá nó xanh dày á, nó không bị trái lá, một phần do thổ nhưỡng ở đây nha. Thổ nhưỡng khu vực Xuân Hòa này đất rất là tốt ha. Chứ còn thuốc của mình thì làm một số nơi nó vẫn trái lá nha. Một số nơi tới gần chắc nó vẫn trái lá. Mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà thổ nhưỡng nó cũng quyết định một phần rất lớn, quyết định phần rất lớn đó với việc mà cái cây mang trái nó như thế nào rồi nó có bị trái lá hay không. À, ba ngàn mấy trái thì mình nghĩ trái này chắc không dưới 4 kg đâu. Quá trời, hình như không dưới 4 kg đâu bà con. À, gà nhím nè. Gà nhím đàng hoàng. Thì nói chung là cái khu Tiền Giang á, khu Tiền Giang á, mình một số vườn mình á nó cũng trái lá ha. Tới cắt rồi nó cũng trái lá. Mà cũng may là mình lấy được cái cây đọt khúc cuối ha, là lá cũng phủ phê lại. Chứ không phải là tại đó. Rồi cái này quay chưa. Rồi khu vực Cần Thơ thì đa số là ok ha. Khu vực Cần Thơ thì đa số là ok. Cây này cháy nha bà con, trái trong thì vẫn còn ngon lành cành đào lắm. Tiền Giang sao là làm trái lá nhiều quá. Khu vực Xuân Hòa, Sóc Trăng này là mình làm cũng ít trái lá nữa nè. Đó, đa số qua các năm mình làm là thấy không có trái lá luôn. Đất nó quá tốt mà.
qua bên kia được không? À, quay khom khom quay hoa bậy qua luôn đi. Cái sàn qua sàn lại được chứ. À. Cái này cái diện tích cái vườn này trồng gần 200 cây chứ bà con, coi nó có chỉ có khoảng đâu đó 5-6 ngàn mét vuông nghe bà con. Tại anh chủ anh trồng, anh bơm đất ấy, cái anh đào học anh trồng nè, trồng quá trời nhiều cây luôn chứ không phải là đào mương ha, phải đào mương như vườn của anh Tý. Đào mương vườn của anh Tý thì trồng này ngon đấy nha, làm bông rồi cũng ngon nữa, làm trái cũng ngon nữa. Sổ nhị gặp mưa mà sự nhiên gặp mưa mà được cái vườn của anh Tý là ngon đó, nó sẽ mau khô, gió luồn rất là ok đó. Đối với những vườn rậm rạp như thế này á, khi gặp mưa mình kêu là kéo mấy cái nhánh mà sát sát đất này lên, kéo lên, kéo lên, nếu không giờ không cắt được thì kéo để cho nó mau khô cái bầu đó, chứ gió là đâu thổi vô được. Mà vườn nhẽ được cái sổ nhị gặp nắng không nha bà con, nhị gặp nắng không ha, đầu cũng tốt lắm á, nhưng mà tại vì bị đi đọt giai đoạn 30-40 ngày á, mà ảnh không chịu bẻ đọt, ảnh mua ảnh nhiều đọt lúc rụng quá thì ảnh điện thì mình chạy xuống thì mình đưa bẻ đọt thì coi như là lúc đó là một số cây đã xong phim này đó. Này lấy gơi tầm mười mấy 20 trái gì á. Còn cái dạng này là không có ra bông nha, làm không có ra gì chứ, ra bông biết gì chứ. Rồi qua bên đây nha, hết rồi nha, bên đó đó là bờ của người ta. Rồi bước vô coi, 2, 4, 6, 8, 10 trái, 10 trái. À chà, qua đây coi. Ồ, qua đây bù lại. Vườn của anh Nghĩa ăn xong rồi phục hồi nó cũng nhẹ nhàng lắm mà con. Cái cây được đem bộ lá mới nữa mà, có gì đâu. Cây nó lớn hơn. Lớn hơn thời điểm làm nữa. À, anh nhìn con, bà con nhìn ra cái dạng nè, đỏ ha. Nè, mình cho đi cây đọt nè bà con, có sao đâu, xịt sâu gầy giữ cây đọt này, coi như là một cây phục hồi ha. Rồi sau này làm trái sớm luôn. Phục hồi muốn làm lại. Ủa, mà anh làm tháng 3, tháng 4 rồi làm sớm nữa, không lẽ làm tháng Giêng, tháng 2. Tháng Giêng, tháng 2 thì cũng gần mùa quá. Đi đường sang qua sàn lại ha, đường chính ở giữa bên đây. Bà con thấy trái nhỏ không, nó nhỏ hơn tầm khoảng 10 ngày đó nè, dây để sẵn giống nè, giờ mới giống, tại vì có một số trái nó bị sàn qua sàn lại nó bị tét nhanh với mấy cái chùm á, ảnh gia cố lại thêm cái đồng cuối này, nó sợ là nó có mưa gió gì đó hoặc là nặng quá bà con. Đó. Cái này sao? Ui, 10 trái tầm đó đây. Cái này. Ồ, cái này bù lại nè. Đó, bù lại cây kia đó. Thì dao động chắc 120 cây mà 3 ngày mấy trái chắc cây khoảng 2. Trung bình khoảng 30 trái.
Giai đoạn này thì chỉ có còn rải 12, 18 thôi nha. Đừng rải đạm cao quá dễ thúi cháy lắm nha bà con. Và bà con nhớ là xịt thúi cháy thì mình xịt cái Arifort. Cái Arifort đại lầm có Arifort của Pháp á ha, cộng với thằng Dalanin. À, hoặc nha. Arifort cộng Metalaxy. Metalaxy đó ha. Metalaxy có Metalaxy 500 của Metalaxy Fit á. Còn không thì mình cũng có Metalaxy nước ha. Bà con muốn xài cái nào cũng được ha. Gần cuối rồi. Xài nhanh chóng hiệu quả ha. Cái nào cũng là Metalaxy hết. Rồi. Có thể đổi qua gốc Demo thu mọt ha. Demo thu mọt cũng được. Nếu mình đã xài Metalaxy rồi thì đổi qua Demo thu mọt. Cái này ít quá. Rồi cái xịt thúi cháy tới thôi. Nước thì xiết từ từ được rồi nha. Nước nôi gần cuối rồi, đâu để nước nhiều được. Rồi bà con chờ cuối clip đi, mình sẽ quay cái số tiền mà anh Nghĩa anh mua của mình ha. Còn cái khúc mà anh nuôi cháy đó, anh mua của ai đó thì mình không biết nha. Với thuốc mà thuốc rầy, thuốc dẹp sáp trong trái đó, anh sẵn mua, anh mua đại lý đây luôn. Đại ba cái đó thì 12, 11, 18 với 3, 6, 16 thì đi chích bo thì ở đâu cũng có mà. Cây này không, cái này có mấy trái hả? Thôi khỏi quay đi, mất đỡ mất thời gian, mấy trái hả? Cái này trái lá nhiều ha, mà trái cũng nhiều ghê luôn á. Đó. Năm nay gì cũng là vui rồi bà con. Mình về mình thấy vui rồi đó. Này 4 5 trái gì đó. Trời, từ nãy giờ mới tới đây. Nhẽ ra thì cây này có thể làm năng suất cao hơn ha, nhưng mà nó không khống chế được cái đọt tốt ở cái giai đoạn ba mấy 40 ngày đó thì năng suất có thể gấp rưỡi, tại vì cây rất là sung, rất là lực. Rồi cây này có 3 trái à, khỏi quay luôn ha. Năng suất rất là lực, cây rất là lực ha, cho nên là năng suất có thể cao gấp rưỡi như thế này là bình thường. Quay bà con nhá, cũng chóng mặt luôn ha. Rồi khúc này trước nó rụng dưới rụng hết, còn khúc trên. Đối với mỏng thon này thì nếu bà con khéo một xíu á thì khúc mà mang trái nó có thể nó suy ha, nhưng mà khúc cuối mình thay phục hồi được cái khúc cuối á. Cái khúc mà trên 60 ngày á bắt đầu mình có thể cho nó đi đọt được.
đi đọt từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Cái khúc trên 60 ngày của anh Nghĩa nó đi đọt, nó từ từ. Mình cho anh xịt cái gốc hexaconazon cộng với DLH3 để cho cái đọt nó ra tới đầu nó xanh dày tới đó. Cố gắng à. À, mình quay đây nhắn nhủ luôn ha, mấy anh lái có coi thì thôi xin đừng gọi mình ha. Mình chuyện buôn bán của nông dân mình không có hồi đó giờ luôn nha, hồi đó giờ luôn, hồi mới vô nghề tới giờ không có can dự ha, không có giới thiệu, không có gì hết ha, anh em thông cảm ha. Mình chỉ tập trung làm chuyên môn thôi. Đó. Bên đây nữa nè. Cái nè, cái này mười mấy hai chục trái đó. Oh, gần tới rồi. Gần tới ngoài kia rồi, để mình bắt cái điện thoại lên thì rồi cái tổng cái công nợ của ảnh tính thời từ tháng 4 năm 2023 ha. À, thì hồi thật ra anh mua thuốc của mình hồi trước Tết năm rồi. Tức là đâu đó khoảng 2022 đó, cuối năm 2022 đó, mua để làm mấy cây cho nó đồng loạt đang mình làm bông á. Cho nó dễ á bà con. Nhưng mà cái phần mềm mình nó chỉ cập nhật tới tháng 4 thôi. Tháng 4 2023 thôi. Rồi, chắc tới đây mình xin dừng quá. Yeah, đó, tới cái chỗ nãy mình đứng kia mình đi qua đó ha. Quên quay bộ lá bên kia cho bà con coi. Đó, bộ lá bên kia đó ha. Rồi, bộ lá bên đây. Ô. Mới ghé. Ghê không? Quán thoại nhà luôn. Đây. Bà con đợi một xíu nha. À, đây chị ơi. À, đây ha, cái này là anh Nghĩa ha, ở Sườn Hòa Sóc Trăng chị, vậy lại em hỏi này nha chị. Thì lịch sử mua hàng nè ha, mình có trên phần mềm nè ha. Là mua hàng từ hồi ngày 7 tháng 4 2023 ha, tính từ điểm đó tới giờ là tổng là mua là đã trả là 54.444.000. À, nợ còn lại là 11.330.000. Đó. Là gì đó, tổng lại số tiền mua là à, tầm đâu đó 60-70 triệu gì đó, nhưng mà không bao gồm cái chi phí mà nuôi trái ha, cái phần nuôi trái và không phần nuôi trái có cử rút tia thôi, còn như là ảnh mua đại lý thân thiết ở dưới này à, còn dạ, còn về sâu gầy á, về sâu gầy á thì nghiệp sáp thì ảnh mua ở đây ha, dịp sáp thì mua trong trái thì mua ở đây. Tại... rồi ok vậy ha, chị là xong vô giường anh Nghĩa nha. Chị giờ giá hả? giá giờ nghe nói nhiêu không biết, nghe mấy ông nói 130-140 chưa biết giá đâu ha. À, quên hồi nãy em nói là chín mấy ngày, là cụ thể nhiêu ngày chị, chính xác 93 ngày ha, tầm đó. Thầy... đó là quét là cuối tháng là 30 đó. 30 thì 30 tháng mấy? 3 tháng. Thì bữa đó 30 tháng 6 bắt đầu tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng. Rồi bây giờ mới tháng 10 93 ngày. À, thì tầm khoảng 10 15 ngày nữa là bán nha bà con. Rồi đây là cái bộ đọt mới nha, cái này là yêu cầu chủ vườn là phải mua ba đăng Nhật phun cho nó chắc ăn ha. Ba đăng Nhật phun vô. Phun liền. Thấy cái đọt nó ra lại đó. Về sâu gầy là không có để gửi ha. Sâu gầy là phải phun liền chứ không có đợi được. Rồi, đó, đọt nó ra rồi đó.
À, hồi bé trước đọt hồi trước bé đọt ở trên chuỗi nhân vậy nó ra lại. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, kính chào quý bà con ha.